Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Kỳ nhé. Vâng, anh ở Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có chọn lựa cho mình một cái đẩy cao cấp dùng cho gia đình, đó là cái đẩy 4 kênh, mã là thương hiệu là WeWood, mã là 4850L, và bên em tặng đầy đủ dây dắt cho anh nhé. Vâng, thì anh Kỳ cũng cọc bên em một số tiền rồi ạ. Vâng, thì trước tiên thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Kỳ ạ. Vâng, trước đây anh Kỳ anh có lấy một cái súp điện JBL 815-340, anh cảm thấy rất là chất lượng và anh đặt thêm cho mình một cái sản phẩm rất là cao cấp dùng gia đình nhé. Vâng anh Kỳ nhé, đây là cái đẩy đây ạ, đẩy 4 kênh WeWood, mã là 4850L. Đây là đẩy 4 kênh, đây là dòng mới bên em ạ. Tất cả sản phẩm mới bên em đều là nguyên đa nguyên kiện nguyên hộp. Đây là em bỏ sẵn nó để bên em test. Hộp thì nó bên em sẽ đóng ạ. Vâng, cái đẩy này chạy công nghệ Class AB, nguồn xuyến rất là to 20 phân và đặc biệt là nguồn đồng rất là chuẩn. Đây là hàng cao cấp, không có gì có thể làm không hài lòng được, vì là đây là dòng rất là bền bỉ và cũng có thể dùng cho karaoke chuyên nghiệp, chạy rất là miệt mài mà không lỗi lầm. Thì anh Kỳ anh cũng là chủ sở hữu của cái đẩy 4 kênh cao cấp WeWood mã là 4850L tại Zika Audio cung cấp. Vâng, ở dưới đây em có một con 4850L để bên em test khách hàng hàng ngày đấy ạ. Vâng, thì đây là sản phẩm mới bên em đang kê ở phía trên. Vâng, thì anh có bảo ghép cho anh một đây này, bên em đang chạy $2 anh Kỳ nhá, $1.340 đấy ạ, $1.340 và một đôi WeWood VI12 rất là cao cấp, thì bên em chạy 2 đôi luôn, cũng rất là cực nhưng kỳ là khỏe. Công suất của con này là 3200W cho 4 kênh. Nội thất của cái ghế đẩy WeWood 4850L này bên em cũng có video quay rất là chi tiết. Đặc biệt dòng này chạy 64 sò và 16 tụ, rất là đặc biệt, bên trong nhìn rất là đẹp và chắc chắn những linh kiện rất là chất lượng và đảm bảo. Vâng, cho tôi nhạc con tí ạ. Vâng, anh Kỳ cũng trải nghiệm cái đẩy WeWood mã là 4850L, anh đã là chủ sở hữu tại Zika Audio ạ. Đây là đôi la BTF. Vâng, anh ở Ninh Bình, em ở gần bến xe Gia Lâm, thì bên em liên lạc với nhà xe rồi ạ. Vâng, bên em sẽ ship ra bến xe để gửi về anh sớm nhất theo đường xe khách. Vâng, cái này có thể kéo được xúc hơi bát kép 50 cũng được, rất là khỏe. Trên thị trường thì rất là nhiều cái dòng đẩy 4 kênh giá rẻ, nhưng để nó công suất đạt chuẩn của nhà máy sản xuất đề ra thì hầu như không có, vì linh kiện thiếu rất nhiều, nó chỉ là mô hình thôi ạ. Thì các bác cứ so sánh những cái đẩy rất là rẻ, 5-6 triệu cũng là đẩy 4 kênh. Vâng, để nói giá so sánh thì rất là vô cùng, có những cái đẩy cũng có hơn 2 triệu thôi ạ, có những đẩy 4 triệu mà 4 kênh. Thì các bác cứ quan niệm rằng của tiền nào của đấy thôi ạ. Vâng, hàng cao không phải là linh kiện không tốt vì giá cao, mà là linh kiện nó quá là chuẩn quốc tế thì giá nó mới cao. Đây là dòng đẩy cao cấp, bên em cũng có những dòng đẩy rất là rẻ. Nhưng anh Kỳ, anh cũng là người rất là am hiểu và anh đã chọn cho mình một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng để dùng cho gia đình mà nó chạy bền bỉ. Vâng, về hình dáng bên ngoài được thiết kế màu đen tuyền rất là đẹp và có 4 cái đèn nháy rất là sang trọng đấy ạ. Vâng, nó nhảy theo điệu nhạc đấy ạ. Tất cả sản phẩm này bên em có dán tem công ty Zika Audio phía sau anh Kỳ nhé. Vâng, anh cứ tha hồ anh dùng, bên em bảo hành cho anh 1 năm. Vâng, bác nào muốn sở hữu như anh Kỳ một cái đẩy công nghệ Class AB cao cấp thương hiệu WeWood mã là 4850L, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio, bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác liên tục.
Vâng, chúng ta cùng lại cùng trải nghiệm đây ạ. Và đây là đôi la bãi của bên em, nó hơi cũ một tí, vẫn bụi. Vâng, em thử sức đấy ạ, với dùng một chút volume thôi anh ạ. Vâng, và đặc biệt con này nó rất là nặng, nó khoảng 30 cân nhá. Nặng lắm ạ. Vâng, đây là hai cái chỗ quạt làm mát phía trước. Anh Kỳ nhá, hiện tại cái đẩy 4 kênh WeWork mã là 4850L mà anh đã chọn lựa bên JK Audio thì bên em đang test và rất là ổn định và hoàn hảo. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, cuối cùng thì em chúc anh Kỳ và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Kỳ và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.